Sau video tóm tắt 10 phút gameplay của Tears of the Kingdom, mình nhận thấy rằng có vẻ là nó chưa đủ phê để làm hài lòng các fan hâm mộ của Zelda thì phải. Vậy nên là video ngày hôm nay, hãy cùng mình đào sâu hơn về kẻ địch mới mang tên Construct, nhân vật góp mặt nhiều thứ hai ở trong đoạn gameplay kia, chỉ đứng sau sự xuất hiện của Link mà thôi. Construct là một dạng kẻ địch mới toanh vừa được Nintendo giới thiệu chi tiết trong đoạn gameplay công bố vào ngày 28 tháng 3 vừa rồi. Cùng với loạt kỹ năng mới của anh chàng Link, các Construct được Link tìm thấy rải rác trên cả mặt đất lẫn phần Sky Island và dường như là chúng cũng có liên quan đến bộ tộc Sonai. Còn vì sao lại có sự liên quan này thì mình sẽ giải thích rõ hơn ở phần sau video nhé. Một nhóm các Construct được tìm thấy gần khu vực Duo Link Peak Stable ngay ở trên phần mặt đất của Hyrule. Điểm thú vị chính là khu vực này là nơi các khối khổng lồ của phần Sky Island rơi xuống. Vậy thì rất có thể là bọn lính canh gác này đã rơi theo các khối đá từ Sky Island xuống vùng đất Hyrule, sau đó sinh sống trên phần đất này luôn. Một chi tiết thú vị khác, đó chính là bọn Construct này sẽ có cho nó vài đặc điểm bên ngoài liên quan đến hòn đảo. Ví dụ như ở đây thì chi tiết phần vai của Construct này có bộ phận búp sen giống hệt với chi tiết búp sen xuất hiện ở trên cục đá mà Link từng đi qua. Suốt 10 phút gameplay cùng khoảng thời gian tìm hiểu thì chúng mình đã tổng hợp được 4 loại Construct có trong phần game mới này của Zelda. Đầu tiên chính là Soldier Construct. Chúng ta có thể đánh bại dạng Construct này bằng đa dạng các loại vũ khí. Như trong video thì Link đã dùng một cành cây lụm ở ven đường để chiến đấu với loại kẻ thù này. Sau khi bị tiêu diệt, Soldier Construct sẽ rơi ra chiếc sừng của chúng. Link có thể tận dụng món đồ này cùng khả năng Fuse của mình để tạo ra loạt vũ khí có ích khác. Vì sao mình lại đưa ra kết luận này? Chúng ta có thể thấy là ở phân đoạn Link đang bắn con chim ở trên không trung, phần sừng của Soldier Construct cũng có hiển thị ở trong thanh menu, đồng nghĩa với việc bạn hoàn toàn có thể sử dụng nó để chế tạo vũ khí. Khác với tính tình hiếu chiến của bọn Soldier, Ranger Construct lại có vẻ không mấy quan tâm đến sự hiện diện của Link, hay nói cách khác là chúng ôn hòa hơn, không mấy quan tâm đến việc chiến đấu cho lắm. Dường như vai trò của các Ranger Construct là chăm sóc cho phần Sky Island. Nếu để ý kỹ thì chúng ta sẽ thấy có một Ranger Construct ở trong hang động, hình như là đang quét dọn khu vực này. Còn một Ranger Construct khác thì được tìm thấy ngay gần một cái cây đang phát triển. Anuma cũng đã từng nói rằng giống cây có lá vàng ở trên khu vực Sky Island này ẩn chứa điều gì đó rất thú vị. Không dừng lại ở đó, các fan của phần game còn ngờ ngợ về việc Link có thể trò chuyện với các Ranger Construct, đồng nghĩa với việc là chúng cũng sở hữu trí thông minh như con người. Và năm 2021, Nintendo cũng cho ra mắt video giới thiệu game với sự xuất hiện của sinh vật to lớn được cấu thành từ các khối gạch màu xanh lam. Đến tận bây giờ thì chúng ta mới có thể thấy được giữa Ranger Construct và sinh vật kia có phần giống nhau, chính là hai búp sen xuất hiện ở trên vai. Có thể Ranger Construct đã tiến hóa thành sinh vật kia vì trông nó có vẻ to hơn so với một con Ranger Construct thông thường. Một dạng Construct khác xuất hiện ở trong video gameplay chính là con Construct hình khối này đây. Trong video này mình sẽ gọi nó là Boxes Construct nhé. Màu sắc chủ đạo của nó thiên về màu vàng nâu, cơ thể thì có dạng các miếng đá hình hộp, trông cứng rắn hơn và khỏe mạnh hơn rất nhiều. Kích thước khi chiến đấu cũng to hơn Link, nếu không muốn nói là khổng lồ. Chúng ta sẽ thấy con Boxes Construct ở trong trạng thái nghỉ ngơi. Nếu mình không nhầm thì nó sẽ kích hoạt trạng thái chiến đấu khi mà Link đến gần, y hệt như Stone Talus ở trong phần game Breath of the Wild. Tài khoản Twitter của Zelda Universe đã đăng tải một bức ảnh artwork về một dạng Construct của phần game mới này. Vẻ ngoài của nó thì trông có vẻ đây là một dạng tiến hóa của loài Soldier Construct mà mình đã đề cập lúc ban đầu. Dạng Construct này có cho mình 3 con mắt, một chiếc sừng ở trên đầu và đang cầm trên tay cây cung cùng với chiếc súng phun lửa. Mà nếu mình không lầm thì đây cũng là cây cung Link sử dụng ở trong đoạn gameplay Nintendo công bố với người chơi. Ngay cả cây súng phun lửa nó đang cầm cũng là vũ khí mà Link gắn vào cái khiên của mình trong đoạn giới thiệu phần game năm 2021. Các kẻ địch mang tên Construct này có liên quan đến nền văn minh cổ đại, cụ thể là bộ tộc Sonai. Bộ tộc Sonai có sức mạnh rất đáng kinh ngạc nhưng lại mất tích từ rất là lâu rồi. Sau khi Link tiêu diệt một Soldier Construct, một mảnh Sonai Trọt cũng rơi ra như là một vật phẩm dành cho Link. Điểm này đã phần nào ngầm khẳng định các Construct này có mối liên hệ mật thiết với bộ tộc Sonai, hay nói cách khác rằng người Sonai cổ đã xây dựng nên các cỗ máy chiến đấu mang tên Construct, và có thể là khu vực Sky Island này cũng đã được xây dựng bởi bộ tộc Sonai. Còn về công dụng của Sonai Trọt ở trong Tears of the Kingdom, chắc có lẽ là chúng ta phải đợi đến tháng 5 khi mà tựa game này ra mắt mới có thể có cho mình câu trả lời chính xác được.
Đừng quên rằng Học viện Gaming cũng có nhận đặt trước phần game này. Với mỗi đơn đặt trước sẽ được tặng ngay một chiếc móc khóa Zelda cùng với chiếc room Bokoblin đựng game độc quyền chỉ có tại Học viện Gaming thôi nha. Và đó chính là các chi tiết thú vị liên quan đến Construct, loạt kẻ thù mới có mặt ở trong Zelda Tears of the Kingdom, hay mình có thể gọi chúng là các lính gác bảo vệ cho vùng đất Sky Island. Còn nếu như bạn đã lỡ yêu chàng anh hùng Link cùng với nàng công chúa Zelda, các bạn cũng có thể sắm cho bản thân chiếc Switch OLED phiên bản Tears of the Kingdom cực lạ mắt. Thông tin chi tiết thì bọn mình sẽ để ở ngay bên dưới phần mô tả cho các bạn tham khảo nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.